Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Anh Bổn vừa tậu về một món ăn mới, đố bạn nào biết đây là gì? Trông khá là kinh dị phải không? Thực ra đây là giun máu, một món ăn khoái khẩu của rất nhiều sinh vật, trong đó có kỳ nhông. Vì thế, ngày hôm nay, anh Bổn lại lên núi, thăm thú những bé kỳ nhông đáng yêu. Thế nhưng anh phát hiện ra, khu vực này lại có quá nhiều. Anh đã phải giúp mang bớt trứng, ra chia cho những vùng nước khác. Cảnh vật thiên nhiên vẫn rất tuyệt vời, với nhiều loại sinh vật khỏe mạnh và đáng yêu. Anh có thể dành cả ngày chỉ để quan sát tụi nó, thế nhưng nhiệm vụ hàng đầu của anh vẫn là đi thăm mấy bé kỳ nhông non sau khi ra khỏi trứng. Họ đã lớn hơn rất nhiều. Trông yêu quá phải không? Nhưng không phải quả trứng nào cũng nở, có một vài quả sẽ bị thối rữa như thế này đây. Ô, tụi kỳ nhông đang tranh nhau một con giun đất kìa. Tuy mới bé tí, nhưng tụi kỳ nhông này cũng máu chiến quá đi ấy chứ. Chúng liên tục tấn công con giun đất. Ôi trời, ngay cạnh đó, một con kỳ nhông vẫn còn ăn thịt đồng loại của mình. Thiếu thức ăn sẽ khiến chúng làm như vậy, còn dư giả thì chúng sẽ chia sẻ thế này đây. Anh Bổn chợt trông thấy một cảnh đau lòng, có con kỳ nhông đã thành hình nhưng lại không thể thoát ra ngoài được. Đáng thương thật đấy, khi đã quan sát cả đàn, anh lấy từng cụm giun máu ra. Ban đầu, tụi kỳ nhông còn làm bộ làm tịch, đề phòng không dám bén mảng lại gần. Thế nhưng, khi đã rỉa được một miệng thì ôi thôi, hạnh phúc là đây, chính hương vị này, tụi bạn bè cũng dần kéo đến, cấu xé tảng giun trông ngon miệng vô cùng. Trông tụi giun lúc nhúc kinh dị thật đấy, ấy vậy mà tụi nó lại là món khoái khẩu của rất nhiều loại. Đàn kỳ nhông dần quen với sự có mặt của giun nên đã không còn đề phòng nữa. Anh Bổn rải rác giun ra khắp nơi, đủ để tụi kỳ nhông tha hồ oánh chén. Nhìn thấy tụi này ăn, anh Bổn còn cảm thấy hạnh phúc. Những quả trứng ếch, nơi từng được anh giải cứu khi bị băng đá vào mùa đông, cuối cùng cũng đã nở, rất nhiều nòng nọc xuất hiện. Anh bèn san sẻ giun máu cho tụi nó, nòng nọc tròn vo với cái đuôi quắn quéo, tranh nhau ăn giun máu, trông đáng yêu thật sự. Tụi nó còn chẳng sợ hãi mà chén luôn trên tay của anh này. Tụi này thích ăn uống thật đấy, cứ có mồi là oánh chén quên lối về. Chúng bu kín lại rất đông, san sẻ với nhau bữa ăn thịnh soạn bất ngờ này. Và cứ thế, anh đã hoàn thành bữa ăn cho những sinh vật bé xíu bên bờ suối rồi. Thế nhưng khi về nhà, anh còn mang theo một đối thủ mới, với khả năng săn mồi tuyệt đỉnh. Bạn đoán đúng rồi đấy, đây chính là nhện nhảy. Có khả năng chén sạch mọi thứ trong tầm mắt bằng cách nhảy chồm tới con mồi, cực kỳ hay ho. Thay vì giăng tơ bắt mồi thông thường như những người bạn khác cùng đồng loại, đây thật sự là một điều kỳ lạ phải không? Ngày hôm sau, anh Bổn lại vui vẻ du hí trên những con đường quen thuộc. Đang là mùa hè nên cảnh vật cực kỳ tươi mới và sống động. Những loài côn trùng yêu thích của anh xuất hiện khắp mọi nơi. Chúng tận hưởng ánh nắng và gió mát, đặc biệt là mấy khứa ve. Chúng đã phải ở trong lòng đất rất lâu mới có thể cất tiếng. Thế nên, chúng ra sức hò hét trong suốt cả mùa hè, đến mức inh ỏi khiến chúng ta đau đầu. Nhưng bạn có công nhận, bây giờ, ngày có càng ít tiếng ve xuất hiện không? Đặc biệt ở những thành phố lớn, sẽ chẳng thể nghe thấy tiếng ve đầy kỷ niệm này nữa. Thế nhưng, trong lúc đang quan sát mọi thứ, anh đã tìm ra nó. Cả lò nhà bướm đốm, một loài tàn ác gây hại cho cây, đang đu mình trên một thân cây non. Cái tụi này cũng thông minh lắm. Thấy anh lại gần, chúng cố gắng lẩn mình, di chuyển để trốn tránh, nhưng ăn tàn phá hại nhiều rồi, thì chấp nhận chịu hình phạt đi em ơi. Anh lấy vật lưới, quyết quét sạch tụi này. Ô, cảm giác ngứa chân tưởng xương xương, ai dè lại có khứa này đang xin tí huyết nữa chứ. Dù sao anh cũng đang có cả một đàn con thơ đói khát ở nhà, nên cực kỳ vui vẻ mà tóm gọn hết lũ bướm. Đến giờ ăn, anh tặng cho bọ ngựa một con sâu ngô, tuy không to lớn lắm, nhưng đảm bảo hương vị ngon ngọt miễn chê. Vì em sâu quá bé, nên anh Bổn lại tặng thêm cho bọ ngựa một con bướm đốm để lấp đầy bụng đói. Bọ ngựa nhăm nhe, rồi thình lình tiếp cận. Nhưng có phải con bướm này hơi lớn phải không Sen? Chú ta sợ hãi cong đuôi bỏ chạy, trông đến là buồn cười, tưởng chú em là chiến thần săn mồi cơ mà. Đã thế, anh sẽ cho một đối thủ khác xuất binh. Anh thả con bướm đốm vào tổ nhện, nó to lớn với những cái chân dài thượt, nhanh chóng bò đến chỗ con bướm. Và rồi vô cùng thành thục, nhà tơ nhện quấn chặt lấy con mồi, sau khi đã bó nó như cái nem, con nhện từ từ di chuyển về vị trí ban đầu trong thùng nhựa. Quá trình di chuyển trông có vẻ khó khăn, nhưng chỉ là vì con nhện muốn mọi thứ phải ở đúng vị trí của nó mà thôi. Cảm giác phải đúng ngôi nhà, với những tơ nhện bao quanh mới khiến nó thấy an toàn. Ở đây, nó mới yên tâm nhe những cái răng nanh ghê rợn của mình, chích vào người con mồi, rồi hút sạch dịch cơ thể phía trong. Trông bon miệng thật đấy. Cơ thể con bướm đốm dần trở nên biến dạng, và sau một lúc, nó chỉ còn là cái xác khô mà thôi. Thật gọn gàng làm sao, săn mồi chính là như thế nhé. Đã được người anh em chỉ đường dẫn lối, bọ ngựa lần này quan sát con mồi rất kỹ, nó nhắm thật chuẩn, và rồi, cuối cùng cũng tóm được con bướm đốm đáng ghét. Và đương nhiên con bướm đã trở thành một bữa ăn ngon lành của nó. Bạn đã từng thấy cảnh những con nhện săn mồi? Hay là một khứa bộ ngựa non nớt đang tập tành làm chiến thần diệt mồi chưa? Bạn có muốn xem nhiều video hơn về những loài côn trùng hay ho này không? Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún phở rất biết ơn về điều đó. Và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha!
Bún phở yêu tất cả các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.